Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sony 1-10-2009, một cái bản nâng cấp hút hồn người xem với cái mớ đồ chơi kết xù. Cái chiếc Sony 1-10-2009 bị đầy cái ấn tượng mạnh với anh em chơi xe trong nước bởi cái dàn đồ chơi cực kỳ chất và có giá trị rất cao, không chỉ mang đến chiếc xe một cái diện mạo mới hoàn hảo hơn mà còn đem lại cái phần hiệu năng ứng dụng tốt hơn rất nhiều khi so với phiên bản. Trang bị đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là cái cụm tay thắng Rainbow phiên bản tháo xe phần cao lớn, kết hợp cùng với vòng tay tích em, đồ chơi vô cùng ấn tượng, tích hợp chế độ chống gãy và khả năng tăng chỉnh biên độ tay thắng. Phía trên ứng dụng cái cụm bình dầu Rainbow trong suốt đi cùng cái nắp CC làm hộ chỉ dầu. Cái cụm con dây tích em tích hợp khả năng chống gãy, mức giá hiện nay trên thị trường tầm khoảng là 32 triệu đồng. Trang bị thêm một cái chiếc đèn trợ sáng L4 hỗ trợ chiếc xe di chuyển trong những cái cung đường đêm. Phía bên tay phải là có combo bất diệt cái cụm công tắc tiếp tiếp, kết hợp cùng với đó là cụm tăng đồng vàng cút trắng hành trình dây gà cho chiếc xe đẹp nhanh hơn. Phía bên cụm công tắc trái là sản phẩm của CB600 5F, tích hợp rất nhiều nút cho chiếc xe tha hồ cháy cháo. Xung quanh ghế đông còn bao phủ cái dàn ốc inox 3 đinh 4, cái đầu xe già sáng bóng. Giữa tay lái là trợ lực Matrix kẹp cổ giúp ổn định phần tay lái, chống rắc đầu xe cho độ cao. Nhìn xuống cái dàn chân trước sau, ta thấy ngay hai dầu Fando và Anchor 2 bit tương xứng được bắt chờ phục chờ gấp thông qua cái bát nhôm được gia công bằng công nghệ phay CNC với tạo hình rất là tinh tế. Bên cạnh đó còn có dầu Hells đi cùng để hắn trước Rainbow Oro và sau đặt Daytona đi cùng thêm cái mầm mà chiếc xe này đang sử dụng. Trang bị phục Colin bình dầu có mức giá khoảng là 10 củ mà cái chiếc Sonic 110 này đang đậu. Cái dòng phục này là sản phẩm nói có một trong các thương hiệu nổi tiếng và được tay cơ tin dùng cho đến những mùa giải lớn như MotoGP. Chi tiết cái bằng carter được ấp chặt vào bờ mầm Daytona Sherman mang giá trị khoảng là 10 triệu đồng một cặp, được rất nhiều em chơi xe chỉ Việt Nam sử dụng. MX125 full đồ chơi cực kỳ hiện đại đi cùng rất nhiều cái option cắt đỏ. Cái chiếc MX125 đến từ Biker Rasta làm nhiều người vắt thèm với rất nhiều món đồ chơi sang cảnh như heo Rainbow, phục Hardin, mâm CC cực kỳ đẹp mà thẩm mỹ cao. Cái điểm nhấn của con chiến mã này là cái dòng xe được độ lùng một cách hết cỡ, khiến chiếc xe nhỏ lại mà vẫn hầm hố quá cách. Hơn nữa nhiều đồ chơi hiệu năng cao làm tăng cường giá trị chiếc xe hơn. FX độ cái cụm đèn trước khác lạ với cái khuôn mặt của Robo đi cùng với đĩa trước Caper thuộc AATS, bao tay Domino, cặp cụm con và thắng Rainbow Bedis, bình dầu đời Rizuma quá cách. Cái đông nhập khẩu với nhiều chi tiết CNC sắc nét, Domokoso ASF cực kỳ chất, mức giá khủng khiếp. Kèm theo đó là ổ khóa remote NC Star Stop hiện đại. Cái chiếc này full ốc máy Roti thẩm mỹ, móc kè cặt vào hồ bờ, cấp này cho chúng ta thấy con dòng Race Boy. Sản phẩm Holin bình dầu rời được lắp ngược để chỉnh cái bần bình dầu. Chiếc xe được đổ lại cái cable Anubis cho nó thứ âm thanh mạnh mẽ hơn. Mâm CNC cực chất, quét CNC kéo dài, phần mâm cho xe thêm hồng hổ, theo dọc Rainbow 2 bit xứng cùng với dọc Caper. Em ấy còn rất nhiều chi tiết nhỏ được đổ lại không mà mình chưa nhắc hết được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nhớ like và subscribe.